Sư cho con ví dụ về sự sanh diệt để thấy rõ ba trạng thái vô thường, khổ, vô ngã. Con không cảm nhận được sự sanh diệt nó như thế nào? Nói sư đưa ra ví dụ thì đơn giản là thế. Nhưng mà cái quan trọng á, là mình có thật sự chú tâm một cách đúng mức để mà nó có đủ cái khả năng kinh cảm mình hay không. Bởi vì á, những cái vấn đề nó liên quan đến con đường tu tập giải thoát á, nó đòi hỏi chúng ta phải suy tư một cách thường xuyên. Phải suy tư một cách thường xuyên. Và nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành nó liên tục. Thì như vậy đó, nó mới có cái tác dụng. Chứ còn nếu như chúng ta cứ hưởng thụ cái đời sống vật chất này, rồi thì lâu lâu thỉnh thoảng mới nghĩ tới đó, thì nó không có đủ để mà mình kinh cảm. Đừng có so mình với những cái vị mà tóc chứng á, hoặc là những vị vào thời Đức Phật. Bởi vì nếu như á, mình đủ duyên, mình đủ phước, mình ít phiền não để mà được cái khả năng như các cái bậc tiền nhân á, là mình đã gì trời xuống tí đã sanh vào thời Đức Phật rồi, chứ không phải chờ tới bây giờ đâu. Chúng ta đó, đa phần thì không dám nói những cái bậc căn đại duyên, đại phước, đại hạnh, đại nguyện thì không dám nói ha. Nói số chung chúng ta bây giờ thì thứ nhất đó, là cái phước nó tương đối ít ỏi. Cái thứ hai đó, là phiền não tương đối nhiều. Thật ra chúng ta phải nỗ lực hơn rất là, chứ không phải là nỗ lực chơi chơi. Nó giống như một người tay họ chỉ bẩn, chỉ dơ một chút xíu thôi, thì họ có thể rửa rửa tay rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng đó, xong rồi. Nhưng mà nếu như tay mình nó quá dơ, tay nó quá dơ rồi, mình dính những cái chất bẩn khó chùi nha, thì mình phải bỏ công, mình ra sức, mình làm gì không, đừng có, không có nên học những cái cách thức mà mình gọi là tốc chứng tốc đắc. Bởi vì nhớ dùng cho bản thân chúng ta là người chịu trách nhiệm cho con đường giải thoát. Người ta nói miệng nói rất là dễ, người ta nói miệng nói rất là dễ, người ta chỉ cần nói làm sao đó hoa mỹ, nói nghe hấp dẫn, nói để nhiều người tin, nhiều người theo. Nhưng mà rốt cuộc đó, cái người chịu trách nhiệm cho con đường sanh tử vẫn cứ là mình. Mình vội vã, mình chạy theo một cái phương pháp nghe đồn đó, mau chóng, rồi thì cuối cùng đó, nếu như mà mình thực hành sai đó, thì cái người chịu trách nhiệm vẫn cứ là mình. Người ta nói xong rồi đó, người ta nói xong rồi đó, người ta ôm một mớ danh lợi rồi người ta bỏ đi, mình là cái người cuối cùng ở lại chịu trách nhiệm. Nhớ dùng cái chuyện. Rồi, quay trở lại vấn đề. Cái hình ảnh mà vô thường, khổ, vô ngã ở đời sống này, để nói cả mọi thứ trong cái tầm mắt. Quý vị mở mắt ra đó, quý vị nhìn bất kỳ cái gì thì nó cũng không tránh khỏi vô thường. Như thế nào?
Bây giờ mình nhìn cái cơ thể này. Rồi nó sẽ lão hóa, nó sẽ già, và rồi nó sẽ nhăn nheo, nó sẽ đi đến sự tiêu hoại, nó sẽ đi đến sự chấm dứt. Nếu như đó, cái tấm thân này không kết thúc bằng cái tuổi già thì nó cũng kết thúc bằng cái sự chết vào một thời điểm nào mà chúng ta không biết được. Mà chính bởi vì đó nó thay đổi như vậy, dù cho chúng ta muốn tấm thân này nó kẻ nhưng mà nó vẫn không thể kẻ được, dù cho mình có muốn nó đừng có bệnh nhưng nó vẫn cứ bệnh, dù cho mình có muốn nó đừng có chết nhưng nó mình không điều khiển được, dù có muốn hay không. Chính bởi vì cái bản chất nó là như vậy cho nên nó đem lại đau khổ. Mà cái gì biến đổi không ngừng đem lại đau khổ thì nó không thể nào gọi đó là ta, bởi vì nếu như nó là của ta thì nó là của mình, nó là mình, nó là của mình thì mình có thể yêu cầu nó đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, nhưng mà bởi vì nó không phải là của mình cho nên mình yêu cầu nó đâu có nghe. Cho nên tất cả những thứ, bất kỳ cái gì xung quanh của mình, tôi nói là bất kỳ cái gì, ngay cả cái tấm y, ví dụ y phục này, bản chất của nó không thể tránh khỏi được cái sự mòn, cái sự cũ, sự tiêu hoại, và rồi bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ mất đi. Nếu như mình không chán nó thì rồi nó cũng hư hoại mà nó bỏ. Chính bởi vì như vậy nó đem lại cái sự đau khổ, và bởi vì nó không phải là của mình cho nên dù cho mình có yêu cầu nó cứ mới hoài, mình yêu cầu nó cứ bền hoài, mình yêu cầu nó đừng có bị mất cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có. Quý vị nhìn bất kỳ một cái gì ở trong tầm mắt của quý vị, chúng ta đều có thể nhìn với ba cái đặc tính này. Cái mà mình đang nhìn đi rồi nó sẽ biến chất, rồi nó sẽ tiêu hóa. Bởi vì nó không phải là của mình cho nên dù mình có muốn nó như vậy hoài cũng không có được, bởi vì bản chất nó phải là cho nên nó không phải là của mình. Nếu nó là của mình thì mình có quyền quyết định, nhưng nó không. Và như vậy nó gây ra đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn nó cứ tốt hoài nhưng không có được, mình muốn nó bền vững nhưng không có được, mình muốn nó đừng biến mất, đừng tiêu hoại nhưng không có được. Chính bởi vì như vậy nó gây ra đau khổ. Quý vị thực hành, tôi nói là bất kỳ cái gì trong tầm mắt của quý vị đều có thể nhìn với ba cái đặc tính này. Đừng có bắt sư đưa ra những cái hình ảnh sâu hơn, bởi vì có khi
không có cái gan để mình ngay cả như con mình với những người lớn thì con mình chắc chắn là cái tình cảm nó phải thay đổi. Hồi nhỏ nó thương mình, lớn nó thương mình, tới hồi lấy vợ lấy chồng nó thương mình, mà rồi hồi mình già rồi mình hết tác dụng rồi nó thương mình. Mà nếu như mình có tài sản nó thương mình thì mà mình già mình không có tài sản nó thương mình muốn nó vẫn cứ hoài như đứa bé 7 tuổi thôi. Là chính điều đó nó không phải, chính điều đó nó đem lại không, ngay cả cha mẹ vậy không. Dù cho mình muốn cha mẹ mình cứ như vậy hoài nhưng đâu có được, cha mẹ cũng già vẫn bệnh và một ngày nào đó chính bởi vì không phải là mình. Và dù cho người mình thương cách mấy đi chăng nữa thì bản thân họ cũng là cái nguồn gốc cho đau khổ, là cái đau khổ tiềm tàng. Bây giờ mình càng thương bao nhiêu thì đến họ mất rồi mình càng khổ. Mọi thứ nó nằm ở trong cái tầm mắt, nằm trong tầm. Một là mình xa nó, hai là nó xa mình. Mình người nhỏ hơn thì đây. Ơ chà, cái micro nó bị rớt à, nhưng mà quan trọng là, nhưng mà sư nói quý vị có nghe được không, quý vị sư nói quý vị có nghe được hay không, ừ, hay là sư nói là quý vị cần phải nghe lại. Ừ. Nhưng mà cái hồi nãy nghe được đúng không? À, nghe được tiếp à, rồi rồi còn nghe được thì tại vì cái chất lượng micro nó hơi nó tốt cho nên là nghe nhỏ mà vẫn nghe được. À, rồi rồi vậy được rồi.